Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Tiết mục giới thiệu văn bản pháp luật, chúng tôi giới thiệu một số nội dung Nghị định số 37/2023 về thành lập tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân. Tiếp đến như thường lệ là tiết mục trả lời thư của bạn xem đài. Sau cùng có phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 6 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2023 về thành lập tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân. Theo đó, Quỹ hỗ trợ nông dân là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc cơ quan Hội nông dân các cấp, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại nghị định này. Đối tượng vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân là hội viên Hội nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều kiện để được vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân bao gồm: khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng vay vốn theo quy định, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; khách hàng vay vốn được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đang cư trú ở địa phương nơi Quỹ hỗ trợ nông dân cho vay vốn tại thời điểm đề xuất vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân; mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp; phương án vay vốn của khách hàng phải được tập hợp thành phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân cùng sản xuất kinh doanh một loại hình sản phẩm trên cùng một địa bàn cấp xã. Phương án vay vốn của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân được Quỹ hỗ trợ nông dân đánh giá là khả thi, có khả năng trả được nợ vay. Tại một thời điểm, một khách hàng chỉ được vay vốn tại một phương án chung của nhóm hội viên nông dân từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Các thành viên trong cùng một hộ gia đình không được phát sinh dư nợ vay tại Quỹ hỗ trợ nông dân cùng một thời điểm. Các điều kiện cho vay khác quy định cụ thể tại quy định nội bộ về cho vay và quản lý nợ của Quỹ hỗ trợ nông dân do Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp ban hành theo quy định tại nghị định này. Thời hạn cho vay đối với phương án của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên Hội nông dân Việt Nam tại Quỹ hỗ trợ nông dân được xác định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng, nhưng tối đa không vượt quá 5 năm, không bao gồm thời gian gia hạn nợ. Thời gian cho vay cụ thể đối với phương án của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân do Quỹ hỗ trợ nông dân xem xét, quyết định. Tổng thời gian gia hạn nợ tối đa không quá 1/2 thời gian cho vay tại hợp đồng tín dụng ký kết lần đầu. Lãi suất cho vay của Quỹ hỗ trợ nông dân được xác định trong từng thời kỳ theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp đủ chi phí quản lý và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay. Căn cứ nguyên tắc xác định lãi suất cho vay, Hội đồng Quản lý quyết định mức lãi suất cho vay cụ thể của Quỹ hỗ trợ nông dân trong từng thời kỳ. Đối với phương án vay vốn sử dụng nguồn vốn nhận ủy thác có quy định về lãi suất cho vay khác với quy định tại nghị định này thì thực hiện theo thỏa thuận đã ký kết với bên ủy thác. Quỹ hỗ trợ nông dân và khách hàng vay vốn thỏa thuận biện pháp bảo đảm tiền vay phù hợp với quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và pháp luật khác có liên quan. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8 tháng 8 năm 2023. Mở đầu tiết mục hôm nay, chúng tôi trả lời thư của ông Trần Văn Mẫn ở xã Phước Long, huyện Phước Long. Thư ông cho biết: tôi nghe nói hiện nay nhà nước có hỗ trợ tiền cho một số đối tượng xây nhà ở. Vậy đó là những đối tượng nào? Ông Mẫn thân mến, theo Nghị định số 20/2021 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, quy định về việc hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở như sau. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối thiểu 40 triệu đồng một hộ. Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối thiểu 30 triệu đồng một hộ. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối thiểu 20 triệu đồng một hộ. Thủ tục xem xét hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở thực hiện theo quy định sau đây. Hộ gia đình có tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu số 06 ban hành kèm theo nghị định này gửi chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trình tự xem xét hỗ trợ về nhà ở thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 12 nghị định này.
Như vậy, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhà ở bị đổ sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà như quy định nêu trên. Tiếp theo, bạn Nguyễn Văn Nhàn ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, thư bạn hỏi. Vợ tôi làm công việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi nên không tham gia bảo hiểm xã hội. Tôi làm công nhân tại một công ty để được tham gia bảo hiểm xã hội từ 3 năm nay. Một tuần trước, vợ tôi sinh con đầu lòng. Vậy xin hỏi, vợ tôi không đóng bảo hiểm xã hội thì tôi có thể hưởng chế độ trợ cấp một lần khi sinh con tại công ty tôi đang làm hay không? Xin chào bạn Nhàn. Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội mà có vợ sinh con thuộc đối tượng hưởng chế độ thai sản. Và lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp người vợ sinh con nhưng chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Mặt khác, tại điều chính luật này cũng nêu rõ, trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Theo các quy định trên cho thấy, nếu người vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì người chồng sẽ được hưởng trợ cấp sinh con một lần tại nơi làm việc khi người chồng có đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp của bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 3 năm và vợ bạn chỉ mới sinh con đầu lòng được 1 tuần. Như vậy, bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp sinh con một lần dù vợ bạn không tham gia bảo hiểm xã hội. Bạn Nguyễn Anh Phương ở phường Hậu Phòng, thị xã Giá Rai, thư bạn hỏi. 4 năm trước, tôi đã được tạm quản nghĩa vụ quân sự lần đầu vì đang học đại học. Hiện tôi đã tốt nghiệp đại học, cưới vợ và đang có con nhỏ được 18 tháng. Hiện nay tôi được 24 tuổi và còn trong độ tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự. Xin hỏi trường hợp tôi đang có con nhỏ thì có được tạm quản nghĩa vụ quân sự hay không? Xin chào bạn Phương. Theo Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm quản gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Hiện nay bạn vẫn nằm trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự. Theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các đối tượng được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, miễn gọi nhập ngũ bao gồm người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật, con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng 2, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp bạn không thuộc các điều kiện được miễn đăng ký, miễn gọi nghĩa vụ quân sự. Chị Trần Cẩm Nhung ở xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, thư chị trình bày. Chồng em gái tôi vay 150 triệu đồng ở một ngân hàng, mới trả được 75 triệu đồng thì không may chồng em gái tôi bị tai nạn mất. Bây giờ ngân hàng gửi giấy báo nợ đến đòi tiền, nếu không trả thì sẽ khởi kiện ra tòa án. Vậy em gái tôi phải làm sao? Chị Nhung thân mến, khoản 1 và khoản 4 điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay như sau. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tài khoản 2 điều 468 của bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Theo nội dung thư chị trình bày thì chồng của em gái chị đã mất, vậy điều khoản trong hợp đồng có đề cập nghĩa vụ trả nợ khi bên vay mất ai sẽ là người có trách nhiệm trả. Chị cần xem xét lại thỏa thuận trong hợp đồng vay cũng như mục đích vay. Nếu đó là vay để phục vụ mục đích thiết yếu của gia đình, thì theo luật hôn nhân gia đình năm 2014, người vợ cũng phải có nghĩa vụ trả nợ. Ngoài ra, theo Điều 615 Bộ Luật Dân sự năm 2015, đối với di sản thừa kế, người thừa kế có trách nhiệm trả nợ trong phạm vi di sản người chết để lại. Nếu không xác định được người trả nợ theo hợp đồng, thì người vợ trong trường hợp này có trách nhiệm trả nợ trong phạm vi di sản mà người chồng để lại. Về chuyển mục đích sử dụng đất, ông Nguyễn Văn Nhanh ở xã Phong Thành A, thị xã Giá Rai, thư ông hỏi. Gia đình tôi có mảnh đất trồng cây lâu năm, giờ tôi muốn sử dụng mảnh đất này sang đất để nuôi trồng thủy sản.
xin hỏi trong trường hợp này tôi có phải làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không? Ông Nhanh thân mến, về chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động đất đai. Theo thông tư số 33/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bao gồm các trường hợp sau đây. Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác, gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm và các loài động vật khác được pháp luật cho phép, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm. Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm. Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm. Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Như vậy, theo các quy định trên, trường hợp của ông chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản thì không phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất, tuy nhiên ông phải tiến hành đăng ký biến động về đất đai. Chúng tôi cũng vừa nhận được thư của bạn Nguyễn Thị Quỳnh Hoa ở phường 7, thành phố Bạc Liêu, thư bạn trình bày. Tôi nghe nói hiện nay nếu thuê người giúp việc nhà mà không ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản thì chủ nhà sẽ bị xử phạt hành chính, đúng hay không? Xin chào bạn Quỳnh Hoa. Theo Nghị định 28/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, Nghị định quy định sẽ phạt cảnh cáo đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây. Không ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình, không trả tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Và tại điểm B khoản 2 điều 29 Nghị định số 28 quy định phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: giữ bản chính giấy tờ tùy thân của người giúp việc gia đình, không trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật để người lao động tự lo bảo hiểm. Về biện pháp khắc phục hậu quả, nghị định quy định rõ buộc người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng bằng văn bản với người giúp việc gia đình khi vi phạm. Bên cạnh đó, buộc trả đủ tiền tàu xe đi đường, giấy tờ tùy thân, trả đủ các loại bảo hiểm cho người giúp việc gia đình. Chị Trần Hồng Thắm ở xã Hưng Phú, huyện Phước Long hỏi: Năm 1996, gia đình tôi được cấp quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản, ghi là cấp cho hộ gia đình. Tại thời điểm đó, gia đình tôi có 6 nhân khẩu. Sau đó có 4 nhân khẩu đã kết hôn và ở riêng. Vậy 4 nhân khẩu đó hiện nay có được xem là người sử dụng đất trong hộ gia đình nữa hay không? Và khi chuyển nhượng phần đất này, có phải tất cả đều phải ký tên? Chị Thắm thân mến, yêu cầu của chị được luật sư Lê Hải Lâm, văn phòng luật sư Hải Lâm trả lời như sau. Trả lời thư của chị Trần Hồng Thắm, thì tôi có ý kiến như sau. Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc là nuôi dưỡng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tại các điều 166, điều 170, điều 179 của luật đất đai năm 2013 quy định về quyền sử dụng chung của người sử dụng đất, nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình cá nhân sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nước cấp cho hộ gia đình được hiểu đây là toàn bộ diện tích đất được cấp giấy chứng nhận là quyền sử dụng đất chung, tài sản chung của các thành viên trong hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy. Mỗi thành viên đều có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất như nhau theo quy định của pháp luật. Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình chị năm 1996. Thời điểm này hộ khẩu của gia đình chị là có 6 người. Thì 6 người này đều có quyền nghĩa vụ đối với quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình. Dù hiện nay 4 người đã lập gia đình ra ở riêng vẫn được coi là người sử dụng đất trong hộ. Do đó, khi thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất hộ thì phải được sự đồng ý của các thành viên hộ gia đình thời điểm cấp giấy bằng cách trực tiếp ký tên vào các giấy tờ giao dịch hoặc có văn bản ghi ý kiến của từng thành viên hộ gia đình, ví dụ như là văn bản từ chối quyền nghĩa vụ đối với quyền sử dụng đất đó, văn bản ủy quyền và cái văn bản thỏa thuận giữa các thành viên hộ gia đình thì mới có giá trị pháp lý.
Tôi cũng xin lưu ý thêm là chỉ cần căn cứ vào cái ngày tháng năm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định cho nó chính xác số thành viên trong hộ khẩu thời điểm đó. Cái thứ hai nữa là những người trong hộ gia đình phải là những người có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc là quan hệ nuôi dưỡng theo luật hôn nhân gia đình. Chứ những trường hợp khác thì không được. Thí dụ như đứa cháu ở nhờ có hộ khẩu ở đó nhưng mà cũng không có quyền sử dụng đất chung này. Quý vị và các bạn thân mến, phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.